Thưa quý vị, chiều hôm qua, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ dự và chỉ đạo hội nghị. Năm qua, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Cần Thơ đã tập hợp đoàn kết lực lượng trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố, tham mưu tham gia và có nhiều tham luận quan trọng tại các hội nghị hội thảo do thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố tổ chức, tập hợp các hội thành viên thành ba khối chuyên ngành, tổ chức nhiều hội nghị hội thảo mang tính cấp dùng, lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Năm 2023, Liên hiệp hội đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm nổi bật là tiếp tục vận động tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đóng góp trí tuệ vào các chương trình đề án dự án quan trọng của thành phố. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ mong muốn liên hiệp hội ngày càng phát huy vai trò có nhiều đóng góp quan trọng hơn nữa cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Thời gian tới, liên hiệp hội và các hội thành viên cần nghiên cứu tổ chức lại nội dung và hình thức hoạt động, kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng nâng cao chất lượng trở thành tổ chức uy tín và hoạt động hiệu quả hơn